Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ thực hiện món đó là mình sẽ làm sữa đậu đỏ. Nguyên liệu để mình làm thực hiện món sữa đậu đỏ này là mình chuẩn bị 150g đậu đỏ. Đậu này mình mua trong siêu thị. 2 bịch sữa tươi có đường và mình sẽ sử dụng khoảng 100ml sữa đậu đặc nhé. Bây giờ thì mình sẽ mang đậu đi rửa sạch và loại bỏ những cái đậu hư. Rồi mình sẽ mang nấu đậu cho đậu chín và mình xay. Các bạn cũng có thể sử dụng bằng cách đó là mình ngâm đậu. Mình ngâm đậu này khoảng 4 đến 6 tiếng. Thì mình nấu thì nó tiết kiệm được thời gian, hoặc là mình ngâm qua đêm để mình xay y như là mình làm sữa đậu nành vậy á. Bây giờ thì mình đi rửa đậu và để mình nấu nhé. Sau khi mà mình đun đậu được khoảng chừng 25-30 phút thì đậu của mình nó chín rồi này. Nó chín như thế này là được rồi. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và để cho nó nguội một chút. Mình sẽ mang đi xay. Mình sẽ lấy lên cái nước của cái đậu này nhá. Cái màu nước, cái màu nó ra đỏ đỏ, rất là đẹp luôn. Mình sẽ lấy nước này mình đi xay luôn. Bây giờ thì mình sẽ xay. Xay đậu này trong vòng 3 phút mình tắt đi, rồi mình lại xay thêm một lần nữa nhé. Khoảng 3 đến 5 phút nha các bạn. Mình xay xong rồi thì bây giờ mình sẽ lấy ra mình dây. Đây mình sẽ rây qua cái dây này nhé. Lấy cái vá này mình quấy quấy nó lên như thế này cho cái sữa của đậu của mình nó chảy xuống. Sau khi mình lọc qua một nước như thế này rồi thì cái phần vá này mình sẽ cho vào cái cối xay một lần nữa và mình sẽ bỏ sữa tươi vào mình xay cùng với cái vá này để cho nó ra hết cái tinh bột của đậu nhé. Sẽ cắt sữa tươi mình cho vào. Giờ mình sẽ xay một lần nữa. Lại nhé.
Sau khi lọc xong cái phần sữa rồi thì mình sẽ bỏ cái phần bã này đi nhé. Vậy là mình đã thu được cái phần sữa đậu đỏ này rồi. Bây giờ mình sẽ cho thêm tùy vào cái khẩu vị của gia đình mình mà các bạn nêm cái sữa ngọt này nhé. Mình thì mình không dùng đường nên là mình sẽ cho khoảng một muỗng cái vá lớn này sữa đặc nữa, để cho sữa được béo ngậy hơn. Còn mình thì không dùng đường. Còn nếu mà các bạn không thích dùng sữa nhiều thì muốn uống ngọt thì cũng có thể cho đường nhé. Bây giờ mình sẽ mang đi đun cho sữa của mình nó sôi sủi bọt trở lại là được. Mình không để cho nó sôi lên lớn nhé. Tại vì đậu này mình cũng đã nấu chín rồi nên là mình không cần phải nấu lớn, lửa lớn nữa. Bây giờ mình sẽ nấu lửa vừa và cho nó sôi sủi bọt là được. Trong lúc mà mình nấu sữa thì mình các bạn nhớ là mình khuấy lên một chút để cho sữa của mình nó có sữa đặc á, nó không bị cháy khét ở dưới đáy nồi á. Và nếu mà mình muốn cho sữa của mình có vị thơm của lá dứa thì mình có thể cho vào đây 2-3 cây lá dứa để cho sữa có vị thơm nhé. Sữa của mình nó bắt đầu sôi lăn tăn xung quanh cái nồi này các bạn. Như vậy là được rồi nhé. Tại vì mình đã cho sữa tươi và sữa đặc rồi nên là mình không cần phải đun sôi nhé. Đậu của mình nó cũng chín rồi nên không cần phải đun sôi nữa. Mùi sữa rất là thơm mà. Bây giờ mình sẽ khuấy cho nó đều một chút rồi mình tắt bếp đi thật. Nó có cái sữa đặc rồi nên là nếu mà mình không khuấy thì nó rất dễ bị bén cái ở dưới đáy nồi á. Các loại sữa đậu đỏ nói riêng và các loại sữa đậu thì rất là tốt cho sức khỏe. Nhà mình thì mình rất hay nấu sữa các loại sữa hạt để cho gia đình uống. Buổi sáng thay thế cho sữa tươi. Rồi mình sẽ tắt bếp và mình để sữa nguội nhé. Đây là ly sữa đậu đỏ mà mình vừa nấu xong, đang còn nóng, ấm nóng, rất là thơm. Sữa này thì mình có thể uống nóng hoặc là uống để trong ngăn mát tủ lạnh mình uống lạnh nhé. Sữa đậu đỏ này thì rất tốt cho những người bị bệnh tim mạch hoặc là người già. Nói chung là mình mấy cái loại mà ngũ cốc thì sữa của mấy cái loại hạt thì rất là tốt. Video làm sữa đậu đỏ của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Nếu yêu thích video của mình thì hãy ủng hộ kênh bằng cách like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Xin chào các bạn. Chúc các bạn thành công và có những món ăn dinh dưỡng cho cả nhà.